Thư viện tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và tỉnh đoàn tổ chức liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2023 với chủ đề Sách thắp sáng ước mơ tuổi thơ. Tham gia liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách năm nay có 7 đội thi đến từ 7 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh, trừ huyện Côn Đảo. Các đội dự thi lần lượt giới thiệu về đội tuyển qua phần minh họa bằng thơ, ca, hò ve, tiểu phẩm và kể hai câu chuyện theo sách của cấp tiểu học, trung học cơ sở. Hội thi là dịp để thiếu nhi tỉnh nhà có dịp vui cùng sách sau một năm dài học tập. Đây cũng là dịp để các em giao lưu học hỏi, phát huy tính sáng tạo và phát triển trí tuệ kỹ năng, mở rộng mối quan hệ. Ban tổ chức sẽ trao 7 giải tập thể, 14 giải cá nhân cho các đội và cá nhân xuất sắc.